Vâng, hôm nay buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Đèn Anh tiếp tục làm các cái video clip nói về hoành phi câu đối và trong chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh nói chung và về hoành phi câu đối nói riêng. Ngày hôm nay chúng tôi cập nhật một bức hoành phi được làm bằng chất liệu từ gỗ gụ Lào, gỗ gụ tự nhiên, theo đơn đặt hàng của gia đình anh Hải. Anh đang sinh sống tại Hải An, Hải Phòng. Và bức hoành phi này với thông số rất là khủng, chiều dài là 2m37, thuộc cung tài vượng trong thước phong thủy lỗ ban, thước số đỏ hay số đẹp. Và chiều rộng của bức hoành phi đó là 81cm. Và được điêu khắc ba chữ đó là Đức Lưu Quang. Đức Lưu Quang ý nói là đức sáng muôn đời và truyền lại cho con cháu ở sau này noi theo. Đó là về bộ ba ý nghĩa của chữ Đức Lưu Quang. Bộ ba chữ nho này được sử dụng tới 99% trên thị trường hiện nay. Ba chữ Đức Lưu Quang. Và kích thước của bản chữ đó là 45 nhân với 35cm. Vì đây là bộ hoành phi dài nên chữ Hán Nôm và phụ đề được thiết kế đó là bản 45 x 35. Và về phần cảnh được đục cảnh 4 mùa, đó là tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Và phía trên phần khuôn được thiết kế đó là chiều dày 10cm và bản rộng 10cm. Đây là bộ hoành phi rất là khủng, làm từ chất liệu gỗ gụ Lào, theo đơn đặt hàng của gia đình tại khách hàng tại Hải Phòng. Toàn bộ tấm ván là dày 3cm, liền tấm liền khối. Được điêu khắc 4 cây tứ quý, xen kẽ là các chữ Hán Nôm có phụ đề tiếng Việt. Phía trên phần khung được điêu khắc là long hóa mai và cây tùng. Phía giữa là cuốn thư, xen kẽ là gấm hoa chanh. Trên hình quý vị và các bạn đang xem, hình hoa thị đó. Xung quanh phần ván là có các cái chữ công chạy rất là đẹp. Trong thời gian vừa qua, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Đèn Anh đã nhận được rất nhiều các cái đơn đặt hàng làm về nội thất phòng thờ và không gian phòng thờ, hay là đồ thờ cúng tiến, hay là trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Đồ gỗ Đèn Anh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Và trong video clip này, chúng tôi cũng giải thích tại sao dân dùng chúng ta hay dùng trên nền chất liệu gỗ gụ. Là bởi vì gỗ gụ được nhập khẩu từ nước Lào, có giá thành rất là hợp lý. Và chất liệu gỗ đó là mềm, mịn, dễ điêu khắc và dễ làm bóng mịn khi chúng ta hoàn thiện và thiếp vàng. Vì thế làm từ chất liệu gỗ gụ chiếm tới trên 90% trên thị trường hiện nay. Chỉ còn một số ít đó là chúng ta làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá, gỗ rổi. Đa số chúng ta làm từ chất liệu gỗ gụ và cũng theo nghề cổ truyền các cụ xa xưa để lại. Quý khách muốn làm về hoành phi câu đối với các cái chất liệu gỗ hoặc kích thước khác nhau, dài rộng, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Đèn Anh ở tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp sớm nhất để đặt hàng các cái mặt hàng đồ thờ cúng hoặc đồ gỗ phòng khách. Cơ sở sẽ đáp ứng các cái mẫu mã đa dạng, đa chủng loại kích thước và đáp ứng tới người tiêu dùng được đúng chất liệu gỗ và đúng với cái tâm của nghề. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.